Ngày 21 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lý Văn Hiếu, 53 tuổi, trú huyện Đắk Cờ Long để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 5 tháng 4, Hiếu ra ngoài uống rượu rồi trở về nhà. Lúc này chỉ có một mình cháu T, 14 tuổi, là con gái riêng của vợ Hiếu, ở nhà chơi điện thoại. Thấy vậy, Hiếu đã tiến lại với mục đích thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T. Lúc này cháu T quyết liệt chống trả, nhưng vẫn bị cha dượng đè xuống giường để thực hiện hành vi xâm hại. T sau đó kể lại sự việc cho cô ruột của mình, đồng thời cùng người thân đến cơ quan công an trình báo. Trong quá trình xác minh, thấy dấu hiệu Hiếu bỏ trốn, nên ngày 14 tháng 4, cơ quan điều tra công an huyện Đắk Cờ Long ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hiếu thừa nhận từ cuối tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021 đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với con riêng của vợ.